Sáng nay là ngày 10 tháng 7 năm 2020, dân on ba miền chúng tôi đi đến với các cái cơ quan. Để giải quyết nhân dân chúng tôi ba miền chúng tôi. Coi như là các cái cơ quan có thẩm quyền, coi như các chủ tịch các tỉnh lộng hành chà đạp lên luật pháp, cướp đất cướp nhà của nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất, ngày nào cũng mang gói mang sách cũng đi tới các cái cơ quan gõ cửa kêu quan để trả đất trả nhờ cho nhân dân chúng tôi, mà coi như các cái cơ quan nhắm mắt làm ngơ của nhân dân chúng tôi đó. Chưa đi mà mọi người đi qua bên đại đường, đi đường Phan Đình Phùng đi tới hay Nguyễn Chí Phương đi. Đi Phan Đình Phùng tới nghĩa Nguyễn Biếu ở đây. Chúng tôi xuống Nguyễn Biếu rồi. Đi qua đi. Đi. Ừ. Coi như đó nhân dân chúng tôi đây mà coi như là tra lực lượng công an an ninh bằng đồ sắc phục để mà bám theo nhân dân chúng tôi này. Giờ bà con qua đường hết đi. Đi. Đây đâu ơi? Đằng kia đi đâu mà cứ giống đuôi mà đi vậy? Để cho nhân dân chúng tôi có đường thở đi. Xe cho nhân dân chúng tôi nhào xuống xe chết bây giờ luôn ấy. Các ông cho nhân dân chúng tôi dỡ thở đi. Vì nước quan thân, vì dân phục vụ, chứ không phải vì nước mà có tiền mà đàn áp nhân dân chúng tôi đâu. Đừng để nhân dân chúng tôi khổ sở nữa. Gặp cái cảnh gia đình chúng mày là còn phải như cảnh như vậy đấy. Đáng ơi, đáng đâu rồi đáng ơi, để nhân dân chúng tôi qua khổ vậy đáng ơi. Đáng ơi, nhà cao cửa rộng đáng ơi, để nhân dân chúng tôi như giờ đáng ơi. Mày đi vô đường kia chứ đường này có gì đâu mà cứ lắm vậy. Cứ đi đâu vậy mấy cả cứ đi. Quay đầu lại đi vô đường kia. Đây. Đi đâu mà đi mấy bà đành đành không biết mà cứ đi cũng khiêng cũng khiến. Đi đâu dồn lại sau rồi cứ đâm đầu mà đi vậy, đi đâu mày cứ chiên chiên đi trước mà đâm đầu mà đi cứ ai khác nữa. Alo. Ừ, Phan Đình Phùng mà đi xuống nghe những chiếc phương anh này.
đừng nghe đồng thành phùng xuống. Bữa nay bà chuyển băng ấy cho bà có đây. Có đây. Mở mở. Bà ơi. Gấp vào ngồi đi cái máy không chọn đi. Nó đứng ngoài chơi. Má mày về cho con, khó không mà về. Khôi khôi con mang khôi khôi mà khôi chở dân đi. Coi như cứ bám theo nhân dân chúng tôi làm sao đây mà đến nhân dân chúng tôi là coi như con đường nào nhân dân chúng tôi đi là con đường đó đã chặn. Đến nhân dân chúng tôi mất tự do vậy. Hả? Nhân dân chúng tôi là cũng có cái tự do chứ tại sao là riêng như cái dân quan chúng tôi là mất cái tự do. Hả? Trả lại tự do cho nhân dân chúng tôi chứ tại sao mà nhân dân chúng tôi mất quyền con người mà mất cái tự do không đi đó đi tới đi lui được. Ôi đi sang bên kia, bên này có cái gì đâu. Để nhân dân chúng tôi được đứng đây, nhân dân chúng tôi được đứng đây coi như giáo quan có cái cất cái cơ quan thẩm quyền để giải quan những nhân dân chúng tôi chứ. Coi như cái đàn áp nhân dân chúng tôi mãi mãi rồi chúng tôi đi đâu biết về đâu đây. Cứ đàn áp rồi đi ra cái đàn áp thì tới cái chỗ cái đàn áp. Coi như bịt miệng bịt mồm hết. Sai thì đó chúng nó sửa sai đi. Trả đất trả nhà nhân chúng tôi. Chúng nó sai rồi mà cứ hắt hủi đầy đọa nhân dân chúng tôi. Bây giờ cô không đi đâu cô đứng ở đây. Bây giờ cô đứng ở đây là cô chờ cái ấy vậy ra mà coi như ở đây giải quyết. Có ai đâu mà chờ. Không có chờ cái ai, cô cứ đứng này, không có ai sẽ các cuộc đuổi các cô đi đâu. Cô cứ đứng chờ. Mà tại sao mà không có ai mà tại sao cái chỗ này là cái chỗ đất của người ta đi. Chỗ đất người dân được đất. Thế bây giờ cô muốn đi đâu? Không, cô không muốn đi đâu, cô đứng chỗ này. Giờ cô phải trúng. Già cả rồi, không đi đâu, mỗi chân mỗi chân nhìn dò. Thì tại sao? Mà tại sao đàn áp nhân dân chúng tôi như thế này? Hả? Nhân dân chúng tôi được quần mọi người được đi như vậy, được đứng như vậy mà dân chúng tôi sao được quyền không được đứng được đi một cái xô đẩy nhân dân chúng tôi? Với cái bảng này, với cái bảng này đừng cấm người đi, cấm hết tất cả mọi người trong cái đất nước Việt Nam nhà không có đi đường đường này thì tất cả nhân dân chúng tôi không được đi. Còn cái đường này người ta được đi thì dân chúng tôi được đứng. Với cái bảng cấm đi. Tôi biết cái tấm bảng cấm nhân dân chúng tôi không được đi là tất cả hết, toàn bộ hết. Nhân dân đây không được đi ở chỗ này, đường này thì tất nhiên nhân dân chúng tôi không được đi. Còn cái đường này tất cả đấy, ai cũng phải đi đấy đấy. Đi hết tất cả như vậy mà tại sao cấm nhân dân chúng tôi? Phải coi như độc tài độc đảng không? Bình hôm nay bao người hả cô? Bình định bên đây là 12 người. Cô hỏi Bình định làm gì mà cô hỏi không giải quyết, cô hỏi Bình định làm gì? Tại sao chú đây như mọi người đây cấm hết tất cả, lấy cái bảng này giết cái bảng này nghiêm yết lại, cấm. Dân không được đi đường này, tất cả dân không được đường này thì dân chúng tôi không đi. Còn đây đây đi qua đi lại đi tới đi lui xe này xe kia đi tới đi lui mà tại sao nhân dân chúng tôi không được đứng đây, không được đi được con đường này? Nhưng mà hiện tại đây là có mấy người? Hiện tại ở đây 8 người. Tại sao
đến nay vàng đó đâu có thái gì mà. Dân chúng tôi là kẻ mất đất chứ không phải dân chúng tôi là kẻ trước mà mấy chúng ta thái gì mà tôi đàn áp cô con tôi chiên bông đàn áp đi dân không à. Đấy. Ba mày đứng chờ xe buýt đi đứng. Cứ dân biết đây, bây giờ là mọi người đây, các em đây, ở đây là các tôi bây giờ báo cáo đây, dân còn đang đứng ngoài trước cổng này, thì ra dân biết đây, đừng có để mà dân chúng tôi, thì cái chỗ này chúng tôi tới, cản ngăn dân chúng tôi, chỗ kia cũng cản ngăn dân chúng tôi, được ở đây, chạy tới lăn lê tê, đàn áp dân chúng tôi đây. Ôi bao nhiêu người dân tôn chúng tôi là bao nhiêu mấy chục người mà nó ra hàng trăm như thế này mà coi dân chúng tôi là sao? Những người đấy hàng trăm như thế này. Mọi người anh em bà con chia sẻ là này, đừng có xô như thế nè, không có xô thế dân nữa chứ. Đấy, coi như đàn áp nên xô dân tôn chúng tôi đây. Bà con cứ chia anh chị em chia sẻ nhân dân chúng tôi là nó hàng trăm hàng ngàn người mà đàn áp nhân dân chúng tôi như cửa đấy. Này. Đâu? Đứng im đấy. Nói chung nhà nó đưa xe cái hàng lọt cái nhà nó đưa xe đó này. Thấy nó quá thui nát không? Đọc. Ừ, mời bà con lên xe đi. Mời lên xe tôi mất à. Nó đưa cái xe cái lũ cái hàng bày hàng lọt cái tới. Còn cái số kia đâu? Mấy người Đà Nẵng đâu? Đó nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm, chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ, báo cáo thanh tra bộ công an đã đạo Trần Thanh Liêm hàng nghi giặc ác đi dân. Đã Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định lừa đảo dân. Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định cướp đất cướp nhà của dân. Đã Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định hèn quý giặc mà cướp đất của dân. Ông đừng để nhân dân chúng tôi khổ sở như thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
ông làm là người thủ tướng mà tại sao là coi như nhân dân chúng tôi, đơn nhân dân chúng tôi biết bao nhiêu rồi mà tại sao ông không xử lý những kẻ quan tham cướp đất cướp nhà của dân? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đừng để nhân dân chúng tôi khổ sở như nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân chúng tôi hết đường rồi, nhân dân chúng tôi lạy quỳ lạy ông bao nhiêu lần rồi mà tại sao ông cũng nhắm mắt làm ngơ? Yêu cầu lãnh đạo giải quyết cả đất dân mình là chúng tôi. Yêu cầu lãnh đạo giải quyết cả đất mình là chúng tôi. Yêu cầu tôi làm đoàn cuộc điều tra. Yêu cầu đại tướng tô lâm vào cuộc điều tra. Đã đạo tham nhũng.
viên Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ, đã đáp chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, đã đáp nhà cầm quyền đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Bình Phước ơi, cùng tiến lên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 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 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 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 Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, 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 đá đao tham nhũng, đá đất tan nhà cho dân. Đây là đi sai đường nha con. Bọn nó cũng dí theo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Xe mới coi xe cho con. Tới lần nào cũng là xe làm gì. Xe làm gì với chúng tôi. Không có đi ra này. Đi đây, đứng làm gì. Hồi giờ đây là không phải đứng. Đi ra đường đi. Không cho đi ra đường nào, còn cái kéo nhau ra đường hết. Ta vô mình kéo nhau ra đường. Thôi chứ đi đường nào nó cũng đang ép như thế này. Cái lúc ra mà chặn dân đi thế nào. Cái lúc nào, cái lúc đi dây. Chị kia, đứng lại tôi chụp ảnh tôi. Đứng lại làm cái gì mà chụp ảnh làm cái gì? Mọi người mọi cái khác nhau. Tôi có bản chỉ dân mà tôi yêu cầu chị cái việc đó. Đừng có làm khó dân nha. Cái lục nào mà làm khó dân. Cái lục nào làm khó dân đây. Đi cái đường nào bắt ông cũng chọn cái đường cả ngang đường như của dân. Quay đầu lại đi. Quay cái đường nào lỗ bọn nó cũng chặn hết. Đa đảo tham nhũng.
thân cướp đất hại dân, đá đảng với bọn quan thân cướp đất hại dân, đá đảng tham nhũng, đá đảng tham nhũng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đi con đường nào là bị công trận cản ngăn chúng tôi hết, đi con đường nào là cũng không qua xấu hổ, nó nhục nhã, nó cướp đất cướp nhà công dân rồi giờ nó xấu hổ, để dân chúng tôi đi nhà nó xấu hổ. Đấy, nó chạy theo đấy. Kêu oan không nghĩa là mất trật tự. Kêu oan nó là mất trật tự ở đâu? Tại sao ai lại là gây nước trật tự chúng tôi? Ai là người gây? Ai là người gây nhân chúng tôi? Không, ai là người gây nhân chúng tôi? Ai là người gây nhân chúng tôi mất trật tự? Chính các người là mất trật tự. Đàn áp nhân dân chúng tôi mất trật tự. Như vậy các cháu phải đợi các chú báo cáo thì các cháu bị loạn thế này. Con biết không, có phải con kêu là con là người kích động nhất ở đây. Nhớ cô này cứ kích động đi ngược ở dưới đi cái đường nào còn cản chúng tôi giờ như giờ đó chúng tôi đi đâu biết đi, ai là người dân nhất chúng tôi đi các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nhân dân chúng tôi đã ra đất ra nhà nhân chúng tôi mà đi thế này cái cản nhân chúng tôi, cái bắt nhân dân chúng tôi như thế này. Mà dân chúng tôi đi là không có đường đây, dân đi như thế này mà tại sao nhân dân chúng tôi không được đi? Tôi hỏi các ông, nhân dân chúng tôi sao không được đi con đường này? Nhân dân chúng tôi không được đi con đường này, con đường về kia những chiếc phương không cho dân chúng tôi, chúng tôi đình thang đình phùng cũng không cho chúng tôi, chúng tôi đình phùng có hồng vương cũng không cho chúng tôi đi. Đi lại chúng hồng vương cũng không cho chúng tôi đi. Chúng tôi đi. Tôi đợt tôi lắm, chúng tôi đi đường Nguyễn Tri Phương, cản ngăn đưa cả hàng trăm hàng ngàn lực lượng tới cản chúng tôi đi Phan Đình Phùng, đường Phan Đình Phùng cũng không cho chúng tôi đi, chúng tôi tới về đường Hồng Vương, số một Hồng Vương cũng không cho chúng tôi như đêm chi đêm cổ như thế này, để đàn áp nhân dân chúng tôi như thế này. Bây giờ nhân dân chúng tôi yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài Tô Lâm vào cuộc điều tra đi. Ông Trọng ơi, Đảng Cộng sản Việt Nam quan như chỗ nào mà gia đình chính sách trên đường 20 năm đây ông Trọng ơi. Đảng Cộng sản Việt Nam ơi. Tôi không có đành nhớ ông cho ta. 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 Tôi không có đành nhớ ông cho
tôi chết thì tôi làm. Tôi làm thì làm gì? Đâu? Coi nó quá, coi như là dân dân chúng tôi là coi như là con đường dân dân chúng tôi đi từ gia dân dân chúng tôi là coi như cái đàn áp hàng loạt hàng trăm như thế này, dân dân chúng tôi làm sao mà đi vượt được, làm sao mà chúng tôi kêu quan được đấy, ép mồm hết. Coi như là ép mó ép mồm hết rồi. Cái hàng trăm như vậy mà nhân dân chúng tôi làm sao mà vượt qua được mà để mà đi trên đường đi cứu đi đòi là tâm lý, đòi tự do. Thật là coi như nó vô lương tâm thật, một quá vô lương tâm. Chứ nếu mà nó có lương tâm để đâu bây giờ nhân chúng tôi chứ khốn như sói này là thế này. Đấy, coi như đàn áp đi nha. Tôi đã đàn áp một người dân đó, đàn áp một người phụ nữ. Ông Tô Lâm ơi, tại sao đặt nhân dân chúng tôi mà đơn ông xuất phong xử lý mà để đồng phục đồng an bệnh sát phục đồng phục để đàn áp dân chúng tôi nói không? Lâm Tô Lâm ơi, gọi đơn chết chứ bộ. Oh, no.
Cái bọn này là cái bọn là anh Hải này, bọn này là bọn anh Hải đất nước, anh Hải cơm của dân này, tiền lương tiền cơm của dân là coi như bọn này là bọn tính anh cướp, nó đưa ra nó chi tiền để bọn này để anh đàn áp nhân dân chúng tôi đấy. Xin anh chị em và mọi người đã cùng chia sẻ với nhân dân chúng tôi, vì nhân dân chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất quá khổ sở, tạm bợ qua ngày tại Ngô Thị Nhậm để chờ Thủ tướng Chính phủ giải quyết. Nhưng Thủ tướng Chính phủ, đơn nhân dân chúng tôi biết bao nhiêu đơn rồi, đơn trương rồi, Thủ tướng Chính phủ là nhắm mắt làm ngơ để cho thanh tra Chính phủ đàn áp ông Nguyễn Hồng Điệp, tiếp dân trung ương, trưởng phòng tiếp dân trung ương đàn áp nhân dân chúng tôi, không nhận đơn nhân dân chúng tôi nữa. Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp dân trung ương số 1 Ngô Thị Nhậm, không tiếp nhân dân chúng tôi, cứ đóng cửa hàng ngày không nhận đơn. Khi dân chúng tôi vô được rồi không nhận đơn chúng tôi, cứ điện về là coi như tỉnh nào vô điện về tỉnh đó. Như vậy là Nguyễn Hồng Điệp chủ tỉnh Bình Định quá tội ác, quá ác của dân, coi như bao che để cướp đất cướp nhà, câu kết cướp đất cướp nhà của nhân dân chúng Bình Định chúng tôi. Thì nhân dân chúng Bình Định chúng tôi yêu cầu các cái cơ quan thẩm quyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân, tướng Tô Lâm đã vào cuộc điều tra, mà tại sao không thực làm cái chuyện điều đấy, không làm cái điều đấy mà tại sao làm những gì để nhân dân chúng tôi khổ sở sống cánh màn trời chiếu đất như này. Hỡi ông tưởng tướng Tô Lâm, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm gì? Lương của nhân dân chúng tôi đã đóng góp từng đồng cho các người có lương, lương cơm và gạo nhân dân chúng tôi đã tạo lập lên, thức nó đêm dài gà gáy để làm được hộp cơm hộp gạo bán ra lấy tiền cho các ông anh. Mà tại sao các ông những việc đấy mà các ông không làm cho nhân dân chúng tôi? Nhân dân chúng tôi thấp cổ bé họng, nhân dân chúng tôi biết đi đâu về đâu, biết đi cái đường nào nhân dân chúng tôi sống. Có nhân dân trong ông Tô Lâm nói mà đáng rút trong lòng nhân dân chúng tôi ra, mà tại sao không quan tâm đến nhân dân chúng tôi mà đến nhân dân chúng tôi khổ sở nữa đêm gà gáy thế này? Hỡi tướng Tô Lâm, hỡi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hỡi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, bà sung sướng cuộc đời của bà để nhân dân chúng tôi, đầy đọa nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi không có tự do. Tại sao con đường Nguyễn Chí Phương là tất cả dân đều đi hết mà dân quan chúng tôi không cho, đưa cả hàng ngàn lực lượng
mặc đồ sắc phục ra đàn áp nhân dân chúng tôi, số đáy nhân dân chúng tôi, không cho chúng tôi đi. Chúng tôi quật về đường Phan Đình Phùng cũng chạy theo chặn lại. Chúng tôi quật về đường Hùng Vương, số 1 Hùng Vương cũng chặn nhân dân chống đại, đàn áp đưa nhân dân chúng tôi lên xe. Như vậy là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông thấy nhân dân chúng tôi chưa, nghe lời chúng tôi, gọi nhân dân chúng tôi không? Nhân dân chúng tôi thiếu điều còn gì nữa, nhân dân chúng tôi chắp tay lại quỳ lại ông bao nhiêu lần, bao nhiêu lượt rồi. Ở ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đừng để nhân dân chúng tôi quá khổ như thế này. Cho xuống bánh xe kim mã bảo vệ ơi, bảo vệ cho mấy người đi, bà theo xuống cho xuống làm khỏe. Xin ạ. Mọi người anh chị em cộng đồng chia sẻ lên một tiếng nói cho nhân dân chúng tôi, đừng để nhân dân chúng tôi khổ sở nhiều quá nhiều rồi, nhân dân chúng tôi quá đau khổ, tiền bạc không có eo hẹp, tiền bạc không có đi lượm chừng cá nghề, đi lượm chừng miếng da chai đồng nát để bán sinh sống qua ngày. Để mà trên đường khiếu kiện, tiếp tục trên đường khiếu kiện thế này, coi như vất vả, rất vất vả. Cái tội ác này các ông gây ra nhân dân chúng tôi, đừng nói nhân dân chúng tôi là gây rối. Ông điều tra chủ tịch các tỉnh đi, cho chủ tịch các tỉnh, chủ tịch tỉnh Bình Định cướp đất cướp nhà của chúng tôi, đó những người đó là gây rối nhân dân chúng tôi. Xin cảm ơn mọi người anh chị em cùng chia sẻ với nhân dân chúng tôi, xin cảm ơn.